Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Hôm nay xin chia sẻ đến anh chị em và các bạn một món ăn rất là ngon nữa, đó là cá rang muối. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có 650 g cá phi lê. Đây là cá rô phi, người ta đã bỏ phần xương và chỉ lấy phần thịt thôi. Một trứng gà. Hành lá cắt khúc, phần đầu và phần lá để riêng. Nửa củ hành tây cắt múi cao. Tỏi băm nhỏ, gừng cắt sợi, bột bắp, đường, muối, ngũ vị hương, tiêu, rượu nấu ăn. Cá mình sẽ cắt ra miếng vừa ăn. Đừng cắt nhỏ quá, nó sẽ dễ bị nát nha các bạn. Bạn cắt xéo cũng được, mà cắt ngang qua cũng được. Ướp vào trong cá. Một muỗng cà phê hạt nêm gà, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột tỏi, một muỗng canh rượu nấu ăn, trộn đều. Ướp 15 phút cho thấm gia vị. Để làm cá rang muối thì phần muối rất là quan trọng, mình sẽ rang muối trước để cho thơm. Một muỗng canh muối. Rang 2 phút cho hạt muối khô ráo, tắt bếp, đổ ra chén và để cho thật là nguội. Cho vào trong cá một trứng gà. Trộn đều. Bột bắp mình sẽ cho vào từ từ. Bột bắp các bạn có thể dùng bột chiên giòn. Mình cho vào đến khi mà nó áo đều các miếng cá như thế này là được. Sau khi cho bột bắp vào thì mình sẽ đem cá đi chiên liền. Trong lúc chờ dầu nóng thì mình sẽ pha muối. Đây là chén muối mình đã để nguội. Cho vào 1/4 muỗng cà phê ngũ vị hương. Mình không có dùng nhiều, nếu mà dùng nhiều quá thì nó sẽ bị hăng. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê hạt nêm gà, nửa muỗng cà phê đường, trộn đều. Khi dầu nóng cho từng miếng cá vào chiên.
này chiên rất là nhanh chín. Để cá được giòn lâu thì mình sẽ chiên hai lần. Lần thứ nhất chiên cá chín khoảng 70%, gấp ra cổ, để nguội khoảng 10 phút, sau đó mình sẽ chiên lại lần thứ hai. Lần thứ hai mình sẽ chiên trên lửa lớn. Chiên từ 30 giây cho đến 1 phút, khi cá đã vàng giòn hai mặt rồi thì mình gấp ra. Trong lúc gấp ra cũng để lửa, không có tắt lửa. Sau khi gấp cá ra hết, mình đổ dầu ra tô, dùng khăn giấy làm sạch chảo. Cho một muỗng canh dầu ăn, tỏi băm, đầu hành lá, hành tây. Gừng thái sợi, xào cho các nguyên liệu dậy mùi thơm. Mình sẽ cho cá vào, muối mình sẽ cho vào từ từ, đây là hỗn hợp muối mình pha lúc nãy đó, sắc đều. Cho vào đến khi vừa ăn thì thôi nha. Đảo nhanh tay và tắt bếp. Nếu như các bạn ăn cay được thì mình cho thêm ớt sẽ ngon hơn. Trước khi tắt bếp mình sẽ cho hành lá vào, đảo đều và tắt bếp. Món cá rang muối đã xong rồi, bên ngoài giòn, bên trong mềm, ngọt thịt, rất là ngon. Món này mình sẽ ăn chung với cơm. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Nếu như yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.